Đầu bạc tiễn đầu xanh, cụ ông lớn tiếng trước bàn thờ con trai khiến ai nấy quặn lòng. Khi đến ngưỡng tận cùng của sự đau xót, người ta sẽ không còn khóc được nữa. Theo đó, khi chứng kiến sự ra đi mãi mãi của con trai mình, cụ ông đã không thể rơi nước mắt được. Thay vào đó, ông đã thể hiện nỗi đau của mình bằng việc bước tới bàn hương án của con, rồi lớn tiếng mắng con như ngày con còn thơ bé. Trước đó 3 năm, bà đã rời bỏ ông để đi đến với cõi vĩnh hằng. Giờ đây con trai lại đi trước ông một bước, đoàn tụ với mẹ ở một thế giới bên kia. Nỗi đau mất vợ còn chưa kịp nguôi, nay lại bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con mình. Người đàn ông gầy gò ấy làm sao có thể cầm lòng được nên đã lớn tiếng mắng con, dẫu biết rằng con trai không còn nghe mình mắng nữa. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người đau lòng trước cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: ông đang đau lòng lắm đấy, nuôi con chăm bẵm từ thơ bé, đến lúc về già lại chứng kiến tình cảnh con đi trước mình một bước, không ai có thể thấu được nỗi đau này. Mất đi người thân đã rất đau, nhưng cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh quả thật xót xa vô cùng. Ông mắng chỉ để xoa dịu bớt nỗi đau trong ông, có giỏi thì dạy rồi cãi lại đi, nghe ông nói câu này mà quặn lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.